Nếu quý vị có nhu cầu mua nhà ở, đầu tư hoặc là tái tài trợ, xin gọi cho Bình Trần. Công ty của chúng tôi có rất là nhiều chương trình làm loan cho những người mua nhà lần đầu tiên, để cho mướn, hoặc là những chương trình cho những người chuyên về self-employed như là chủ tiệm nail. Công ty chúng tôi làm loan cho rất là nhiều tiểu bang, từ Cali, Texas, Colorado, Arizona, Missouri và Nevada. Nếu quý vị có nhu cầu mua bán nhà đất, commercial và business, xin liên lạc cho Kevin. Ngoài ra Kevin còn làm property management. Quý vị nào mà có nhà mà cần quản lý, xin liên lạc Kevin.